Trục đường Giải Phóng, Trường Chinh, ngã tư Sở, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, đêm 22 tháng 9 vừa qua. Hàng chục thanh thiếu niên tụ tập hỗn chiến, chạy xe máy tốc độ cao, nháy đèn gây náo loạn đường phố. Hậu quả khiến 3 người bị thương nặng. Nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn. 26 đối tượng tuổi từ 14 đến 18 cùng nhiều hung khí đã bị bắt giữ. So với những cái vụ hỗn chiến trước đây mà chúng tôi đã triệt phá thì cái vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Trước đây các cái đối tượng thường là chỉ dùng đao kiếm gây rối trật tự ngoài đường. Trong cái vụ án này thì các đối tượng còn chuẩn bị vũ khí nóng là súng, sẵn sàng bắn vào đối thủ và bắn vào người dân đi đường. Mặc dù là cũng chưa xác định được là có mâu thuẫn hay là có cái tham gia với cái nhóm đối thủ của mình hay không. Tại cơ quan công an, đối tượng mang theo súng tham gia hỗn chiến khai nhận đã mua súng và gần 40 viên đạn của một đối tượng trong nhóm với giá hơn 4 triệu đồng. Xin được em bắn súng linh tinh như thế là vì em ra oai với các bạn ở trên nhóm, em không hành thức vì của mình là nguy hiểm, em cảm thấy rất thối hận ạ. Cơ quan công an nhận định có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực của thanh thiếu niên, trong đó có những trường hợp phải chứng kiến cảnh bạo hành trong gia đình từ nhỏ, nên khi lớn lên đã hình thành tính cách bạo lực. Các thông tin xấu độc giật gân, các video bạo lực được khai thác mô tả chi tiết trên mạng xã hội cũng đã gây tác động tiêu cực tới tâm sinh lý lứa tuổi, khiến các em dễ dẫn đến có những hành vi lệch chuẩn. Quá trình tụ tập đánh nhau thì các đối tượng sử dụng các cái từ nóng trên mạng xã hội như là đi đối, tức là nhóm này đã xác định được đối tượng cụ thể để đi tụ tập, đi tìm để đánh nhau, hoặc là các đối tượng sẽ sử dụng cái từ nóng là đi bừa, tức là chưa xác định được một cái nhóm đối tượng cụ thể nào. Thế tuy nhiên là sẽ tụ tập cùng nhau chuẩn bị những cái hung khí như vỏ chai bia, rồi súng, đi trên đường. Đấy, gặp người dân nào mà cảm thấy không hài lòng, thấy ngứa mắt là sẽ tấn công. Cơ quan công an cũng cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm về tội danh giết người, gây rối trật tự công cộng. Hiện nay, ngoài các đối tượng đóng vai trò chủ mưu cầm đầu đã bị bắt giữ để phục vụ công tác đấu tranh, cơ quan công an yêu cầu các đối tượng có liên quan sớm ra trình diện đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.